Cùng với điểm cầu ở tỉnh ủy, hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai các văn bản của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã được kết nối đến tất cả các điểm cầu trực tuyến cấp huyện, cấp xã. Ghi nhận của phóng viên tại các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy cho thấy, việc tham dự hội nghị đều đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi tổ chức đảng, cán bộ đảng viên, quán triệt, nắm vững và thực hiện sáng tạo. Tại tất cả các điểm cầu ở các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, việc kết nối được thông suốt, bố trí phù hợp với thành phần, số lượng và đảm bảo yêu cầu trong công tác phòng chống dịch. Đối với các điểm cầu của huyện Gia Viễn thì chúng tôi thấy là tinh thần học tập rất là nghiêm túc. Cán bộ, đảng viên, công chức, các đồng chí được triệu tập tại hội nghị đã nghiêm túc, nghiên cứu kỹ tài liệu và học tập một cách rất là nghiêm túc, chất lượng. Trước hội nghị, tài liệu đã được chuyển tới các đại biểu trên hệ thống iOffice, tạo thuận lợi cho việc tiếp thu, đặc biệt là những điểm mới trong các văn bản được triển khai lần này. Các đại biểu đánh giá cao phần trình bày của các đồng chí báo cáo viên trung ương đã truyền đạt chính xác, sinh động nội dung các văn bản, nhất là những nội dung mới. Nhiều đại biểu tâm đắc về việc quán triệt quy định số 24 ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ đảng. Các đồng chí báo cáo viên, cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh cũng đã nghiên cứu rất là sâu sắc về các cái quy định của Trung ương và có cái cách truyền đạt và cái truyền tải những cái bổ sung, những cái điều chỉnh có so sánh với quy định điều thực hiện điều lệ đảng trước đây, quy định số 29. Về quy định số 22 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, các đại biểu cho rằng quy định có nhiều điểm mới cả về hình thức thể hiện và nội dung quy định. Tôi thấy đợt học nghị quyết này là một đợt học nghị quyết rất là thiết thực và cần thiết đối với mỗi cán bộ đảng viên, đặc biệt là cái việc xây dựng và chỉnh đốn đảng để các cán bộ đảng viên và nhân dân nhận thức rõ cái vai trò trách nhiệm của mình trong việc xây dựng chỉnh đốn đảng. Mỗi cán bộ đảng viên dự hội nghị trực tuyến đều nghiêm túc tham gia học tập, theo dõi chi tiết nội dung các văn bản. Sau hội nghị, mỗi tổ chức đảng sẽ nắm bắt và tổ chức quán triệt triển khai nghiêm túc những quy định mới tới từng cán bộ đảng viên. Bản thân tôi rất là tâm đắc, tâm huyết cũng như các cái nội dung của hội nghị ngày hôm nay. Và đối với các cấp bộ đoàn thì trong toàn huyện, trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập trung để tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên các cái chủ trương chính sách này. Tôi sẽ tham mưu cho ban để tham mưu cho thường trực thành ủy chỉ đạo công tác tuyên truyền, đặc biệt là công tác tuyên truyền miệng. Trong đó có nhấn mạnh những cái điểm mới trong các văn bản của Trung ương đến cán bộ đảng viên để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các cái văn bản của Trung ương. Thông qua cái việc nắm bắt những điểm mới trong cái văn bản của Trung ương thì đối với bản thân thì cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm để về tham mưu cho đề xuất cho cấp ủy triển khai thực hiện quán triệt đến toàn đảng bộ và nghiên cứu quán triệt sâu sắc để vận dụng linh hoạt đúng nguyên tắc trong quá trình thực hiện ở đảng bộ mình. Với không khí học tập nghiêm túc, cán bộ đảng viên tin tưởng những văn bản của Trung ương sẽ sớm lan tỏa, các tổ chức đảng nỗ lực phấn đấu sớm triển khai thực hiện để đạt được những kết quả tích cực.